Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đến với video Tất Tần Tật về lệnh Select trong SQL. Trong video này chúng ta sẽ khám phá chi tiết về lệnh Select và cách nó giúp chúng ta truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. Hãy bắt đầu thôi. Lập trình quá nhanh. Học nhanh. Đầu tiên thì chúng ta sẽ mở Microsoft SQL Server lên. Đăng nhập vào. Mở database lên. Ở đây có hai bảng. Khách hàng mà lại, tôi sẽ chỉ cho bạn cách select dữ liệu mà không cần viết câu query. Chúng ta sẽ nhấn vào bảng muốn select dữ liệu, chuột phải select top 1000 row thì chúng ta sẽ lấy ra được các dữ liệu ở trong bảng. Một cách khác là edit top 200 row. Cách này không chỉ select mà còn giúp chúng ta có thể edit được dữ liệu. Tiếp đến thì ta sẽ nhấn vào ô new query này để mở ra cửa sổ để có thể gõ lệnh query select này, sao from tên bảng của chúng ta sẽ là khách hàng. Ok, sau khi gõ xong gõ lệnh thì chúng ta có thể nhấn chuột vào đây xq hoặc nhấn f5 xq. Xin lỗi các bạn, chúng ta chưa trỏ đến database chúng ta muốn select. Thì đơn giản chúng ta sẽ trỏ vào quản lý bán hàng này. Chúng ta sẽ nhấn F5. Đấy, như vậy là thì chúng ta sẽ select được thôi. Mà một cách khác để chúng ta có thể trỏ đến database của chúng ta thì chúng ta có lệnh như sau. Thì tôi sẽ chuyển sang database master này. Use quản lý bán hàng này. Chấm phẩy go. Chúng ta phải viết chấm phẩy xuống dòng và go nhé. SQL. Tiếp đến thì chúng ta sẽ select chỉ rõ từng cột. Ví dụ tôi muốn chỉ lấy mã khách hàng và tên khách hàng thì chúng ta sẽ dùng câu lệnh như sau: select mã khách hàng phải tên khách hàng from khách hàng. Nếu mà chúng ta không bôi đen, chúng ta gõ F5 thì nó sẽ chạy tất cả các lệnh ở đây, nên là chúng ta sẽ bôi đen dòng nào muốn chạy thì sau đấy chúng ta sẽ nhấn F5. Nó sẽ chỉ chạy mình câu lệnh đấy. Về cách select sao này thì nó sẽ select tất cả các cột. Nhiều khi bảng của chúng ta có đến hàng trăm hàng nghìn cột thì việc select như thế này sẽ gây đến việc lấy dữ liệu ra chậm, chương trình sẽ quay đơ. Tuy nhiên đối với trường hợp mà các bạn đang tìm hiểu về hệ thống, chưa biết rõ tất cả các cột thì các bạn có thể dùng select sao để hiểu rõ về cấu trúc của các bảng. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến lệnh tiếp theo. Tôi sẽ sửa đổi một số dữ liệu để các bạn nhìn dễ hơn. Các bạn thấy là địa chỉ của chúng ta là có hai người ở Việt Nam và có một người ở Singapore, một người ở Úc. Thì ví dụ như chúng ta muốn chỉ lấy ra những tên quốc gia mà khách hàng của chúng ta ở thì chúng ta sẽ gõ câu lệnh như sau: select distinct địa chỉ from khách hàng. Chạy câu lệnh như vậy là chúng ta sẽ ra được danh sách những quốc gia mà khách hàng của chúng ta ở, sẽ không bị trùng lặp dữ liệu. Select distinct là select không trùng lặp dữ liệu. Hãy đến với câu lệnh tiếp theo thì chúng ta có select top. Ví dụ chúng ta muốn select thì hai bảng ghi đầu tiên đây thì chúng ta sẽ select top 2 from bảng select chỉ rõ tên cột này. Chúng ta sẽ giới hạn được các cột, còn select top chúng ta sẽ giới hạn được các hàng. Như vậy sẽ tối ưu câu lệnh SQL. Tuy nhiên khi các bạn cũng đang học lập trình hoặc select random thì các bạn có thể không dùng select top cũng được. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với select where này. Thêm điều kiện, ví dụ chúng ta muốn tìm những khách hàng có loại là bằng 1 chẳng hạn. SQL chúng ta sẽ select ra được dữ liệu chúng ta cần tìm. Tiếp đến là loại select nữa, rất hữu dụng nhưng mọi người ít biết đến. Đây là select into. Chúng ta muốn duplicate một bảng, chúng ta sẽ select như sau: select sao into khách hàng 2 from khách hàng SQL. Vậy là chúng ta đã tạo ra một bảng có toàn bộ dữ liệu. Chúng ta refresh table. Đấy, các bạn có thể lấy bảng khách hàng 2. Ta thử select dữ liệu ở đây. Select sao from khách hàng 2. Đây, cấu trúc giống nhau và dữ liệu cũng giống nhau. Nếu chúng ta muốn duplicate bảng mà không duplicate dữ liệu thì chúng ta sẽ làm như sau: select into khách hàng 3 from khách hàng where. Chúng ta sẽ thêm một điều kiện mà nó bị sai, ví dụ như where 1 bằng 0 q. Đấy, chúng ta sẽ tạo ra một bảng và không có dữ liệu. Chúng ta sẽ cùng refresh lại.
Database. Đấy, có bảng khách hàng 3 này, chúng ta sẽ thử select. Không có dữ liệu luôn, chỉ giữ nguyên cấu trúc. Như vậy là bài học của chúng ta đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học khóa học tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.